Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Hóng Xịt. Các bạn thân mến, để không bỏ lỡ tất cả những tin tức mới và hot trong ngày, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh ủng hộ chúng mình nhé. Và sau đây là nội dung chính có trong video ngày hôm nay. Ngày 18 tháng 8, trang Suhu đưa tin, nhà sản xuất Tencent Video, đơn vị chuyên thực hiện các dự án phim truyền hình bom tấn như Tam Sinh Tam Thế, Sở Kiều Chuyện, Ngựa Sau Ký, Trầm Hương Như Tiết, Tinh Hán Sán Lặn, mới đây đã công khai mức thù lao dàn diễn viên trẻ hạng A nhận được. Triệu Lệ Dĩnh, địch lệ nhiệt ba thu nhập cao nhất. Theo Tencent, nhà sản xuất sẽ tham khảo thành tích phim của các nghệ sĩ hai năm trở lại để đánh giá vị thế và danh tiếng, sau đó đàm phán hợp đồng thù lao cao với các nghệ sĩ hạng A, mức xê cao nhất trong một bộ phim là 25 triệu nhân dân tệ, bao triệu USD. Triệu lệ Dĩnh, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba là những tiểu hoa đán có nhiều bộ phim gây tiếng vang, sau đó mức thu lao của họ cao nhất. Nếu xét theo nhóm tuổi, Triệu lệ Dĩnh đứng đầu nhóm tiểu hoa đán sinh sau năm 1985, Nhiệt Ba và Dương Tử đứng đầu nhóm tiểu hoa 90. Bên cạnh đó, nhà sản xuất phim Lý Hưởng cho biết một số người đẹp được ưu ái giao cho các dự án lớn là Cúc Tịnh Y, Sơn Siêu Việt và Ngô Thư Hần. Những nghệ sĩ này có lượng người yêu thích đông đảo, ủng hộ mọi hoạt động của thần tượng. Họ là những mỹ nhân đang ở độ tuổi trẻ trung phù hợp với dòng phim ngôn tình. Trong đó, Dương Siêu Việt có biệt danh là Công Chúa Tenson, được công ty hết lòng lăng xì. Cô vốn là ca sĩ thần tượng do chính công ty này đào tạo, từng là thành viên của nhóm Hỏa Tiễn Thiểu Nữ, chuyển sang làm diễn viên sương siêu sư việt diễn xuất chưa tốt vậy nhưng thường được so vay chính nhờ ngoại hình xinh đẹp lượng phan đồng ngô thư hân cũng được đánh giá là tiểu hoa đán tiềm năng khi diễn xuất ở mức dễ chịu được khán giả ghi nhớ với các bộ phim chạm kể tiếp là hạnh phúc thường lan quyết mỹ nhân bốn năm có một cúc tịnh ý gây ấn tượng với các bộ phim vân tịch chuyển như ý phương phi mộ nam trì đều có thành tích khả quan Đặc biệt, nhà sản xuất Lý Hưởng khẳng định vị thế dẫn đầu nhóm tiêu hoa đán sinh sau năm 1995 của Triệu Lộ Tư. Triệu Lộ Tư có mức thù lao cao nhất nhờ độ nhận diện cao của cô ấy. Triệu Lộ Tư đang vươn lên mạnh mẽ nhờ thành công của bộ phim như Tinh Hán Sán Lạn, Trần Thiên Thiên trong lời đồn, Chuồng Ca Hành. Theo Sohu, thu lao này chỉ tính trong nhóm diễn viên lưu lượng, nghệ sĩ có lượng fan đông, chuyên đóng các phim tình cảm lãng mạn. Tuy nhiên, những cái tên được nêu trên cũng là những ngôi sao hạng A à, đứng đầu giới giải trí. Sau đó, số tiền cắt xe này được coi như mức tiêu chuẩn để đánh giá thu nhập của nghệ sĩ hiện tại. Mức cắt xe không chỉ thể hiện sự oái của nhà sản xuất đối với nghệ sĩ mà còn thể hiện địa vị của các ngôi sao. Bên cạnh đó, thù lao cao cũng cho thấy diễn viên nào là những người đem lại lợi nhuận cho nhà sản xuất. Tuy nhiên, có thể thấy mức cắt xe của các nghệ sĩ hạng A à đã giảm 2 phần 3 so với vài năm trước. Đây cũng là yêu cầu của Tổng cục Quảng bá Phát thanh truyền hình quốc gia Trung Quốc. Giảm giá thu lầu, nghệ sĩ hàng A hết thời làm triệu phú nhờ đóng phim. Ngày 11 tháng 8, ba nền tảng video lớn nhất của Trung Quốc, Tencent, iQiyi và sáu công ty sản xuất phim hàng đầu như Chính Ngọ Dương Quang, Hoa Nghị Huynh Đệ, vân vân đã họp bàn và công bố quy định về mức thu lao cho diễn viên. Trong đó, các xe của diễn viên ngôi sau không quá một triệu nhân dân tệ trên một tập, tổng thù lao cho một dự án không quá 50 triệu nhân dân tệ. Nếu bộ phim kéo dài hơn 60 tập, nghệ sĩ cũng không được nhận quá 50 triệu nhân dân tệ, 7,3 triệu ưu đi. Nguyên tắc giới hạn thù lao là diễn viên không chiếm 40% tổng kinh phí sản xuất. Trong đó, các xe của diễn viên ngôi sao đóng chính không được vượt quá 70% tiền lương của các diễn viên còn lại. Đặc biệt, các khoản thuế và chi phí phát sinh sẽ do diễn viên trả. Theo nhà sản xuất Lý Hưởng thì minh tinh hàng đầu như Triệu Lệ Dĩnh, Nhiệt Bò cũng chỉ nhận được mức lương 3,6 triệu USD cho một dự án. Trong khi trước đó, giám chế tại Hiệu Hổ cho biết, lớp nghệ sĩ hàng A từng nhận mức ca trung bình 12,5-14 triệu USD trong lĩnh vực phim truyền hình hay show giải trí. Cơ quan quản lý văn hóa đang dần loại bỏ văn hóa thủ lòng ngất ngường để đưa ngành giải trí hoa ngữ thoát khỏi tình trạng làm công cho nghệ sĩ. Tô Hiểu, giám đốc trung tâm điện ảnh và truyền hình SMG cho biết. chúng mình là Cbiz. Nếu như các bạn cảm thấy những tin tức vừa rồi là thú vị và hữu ích, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh ủng hộ chúng mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.